Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Tiêu Viêm và nhóm người Hoan Nhi bắt đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, đồng thời Tiêu Viêm cũng thành lập một thế lực mới tên là Bàn Môn, nhưng gặp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực cũ trong nội viện. Trong thời gian này, Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu xuất hiện nhiều dị động bất thường, mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập 17 nha. Trong một căn phòng rộng lớn sáng sủa, hơn 10 lão giả đang ngồi tại đó. Dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy rõ ràng trước ngực bọn họ đều là huy chương đặc thù chỉ có trưởng lão mới có tư cách đeo. Phòng tuy lớn, mà không khí thì hơi có chút nặng nề. Một hồi sau, ngồi trên vị trí chủ tọa là một lão già không thấy rõ dung mạo, ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Thanh âm già nua của lão chậm rãi quanh quẩn trong phòng mấy ngày nay, vật kia bắt đầu lại càng ngày càng không ổn định, nghe được lời này của lão. Những người khác đều chau mày, trải qua một thời gian quan sát, ta phát hiện nó dao động so với trước kia càng kịch liệt, hơn nữa dựa theo sự dao động kia cũng càng ngày càng mạnh hơn. Thanh âm già nua vẫn một mình tiếp tục vang lên xem tình hình này, chỉ sợ trong thời gian ngắn nữa, nó sẽ một lần nữa đại bộc phát, nếu làm không tốt, e là sẽ mang lại phiền toái lớn. Chúng ta hẳn là phải liên thủ củng cố thêm phòng ngự, vạn nhất bất đắc dĩ, liền thông báo cho viện trưởng. Chuyện này không thể bại lộ, những tên điên trong Hắc Giác vực chỉ sợ là đang đỏ mắt muốn tới đây cướp đoạt, chúng ta mặc dù ở sâu bên trong núi, nhưng khoảng cách với phía bắc Hắc Giác vực cũng không xa. Một khi không may, mấy tên kia vẫn luôn chú ý đến lão gia hỏa này, khi biết tin tức, với thực lực của bọn họ, thiên phần luyện khí tháp phong ấn này cũng khó mà ngăn được, một lão già trầm ngâm nói. Phòng ngự nhất định là phải gia cố, nhưng viện trưởng đại nhân, đang trong thời gian bế quan quan trọng, ngoại viện viện trưởng thì thích ra ngoài du lịch, lúc đó cũng không biết hắn đang ở nơi nào, mấy lão nhân chậm rãi lắc đầu, trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng lão già đang ngồi một góc nói. Liễu trưởng lão, tên tiểu tử có được dị hỏa kia hiện giờ như thế nào? Đang ở tu luyện thất tầng thứ hai, có lẽ bởi vì hắn cũng sở hữu dị hỏa, nên không sợ hỏa độc ăn mòn, ta cũng đã hướng đại trưởng lão chiếu cố tốt cho hắn. Liễu trưởng lão từng gặp mặt Tiêu Viêm một lần vội vàng đứng dậy cung kính trả lời, ừ, vị lão giả ở vị trí đầu lĩnh khẽ gật đầu, thanh âm già nua có chút trầm thấp ai, thật sự là không nghĩ tới, một cái Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến cho nội viện ta quật khởi. Mà bây giờ một tiểu tử năm nay bất quá mới 20, cự nhiên cũng nắm trong tay loại kỳ vật này, thật khiến người khác phải đố kỵ mà. Các vị trưởng lão, nếu gặp được tên tiểu này này, hãy tận lực giúp đỡ, có lẽ, nói không chừng ngày sau. Vào lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát, chúng ta có thể nhờ vào lực lượng của hắn, không thể xem thường năng lượng của dị hỏa, kỳ vật như vậy đều do thiên địa linh khí tụ tập sinh thành, có được lực lượng hủy diệt, một khi vô ý, chỉ sợ nội viện cũng có thể diệt vong, đại trưởng lão thở dài một hơi nói. Vâng. Phía dưới hơn 10 vị trưởng lão luôn khiến các đệ tử nội viện kính sợ, lúc này đều đứng dậy cung kính đồng thanh trả lời, ừ, tốt lắm, các ngươi từng người tàn đi đi, đúng rồi, nhớ chú ý động tĩnh của mấy thế lực lớn tại phía bắc Hắc Giác vực, đặc biệt là mấy tên gia hỏa kia, huyết tông gần đây cũng có chút dị động. Nghe nói vì nguyên nhân đứa con đã chết của lão gia hỏa kia, thật là khiến cho chúng nhân lo lắng, đại trưởng lão phẩy tay, ho khan vài tiếng. Các vị trưởng lão khẽ gật đầu, thân hình chợt chớp lên hóa thành những bóng đen mơ hồ, cùng với một trận gió nhẹ biến mất trong phòng, để mọi người đều đã rời đi, đại trưởng lão. Toàn thân bọc trong tấm hắc bào mới chậm rãi đứng dậy, theo tư thế đứng lên, thân thể lão cũng dần trở nên hư ảo, đến lúc hắn hoàn toàn từ trên ghế đứng thẳng dậy, thân thể cũng quỷ dị biến mất trong gian phòng. Đi ra cửa tháp, ánh mặt trời ấm áp buông xuống, làm cho người đã ở bên trong tháp 5 ngày như Tiêu Viêm thậm chí có loại cảm giác muốn nằm lăn trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Bàn tay che trước mặt, ánh mắt Tiêu Viêm xuyên qua khe hở ngón tay nhìn xa xa xanh thẳm khoảng không. Không khỏi dùng sức hít mạnh một hơi không khí mới mẻ, tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện, cố nhiên có thể làm cho người ta tốc độ tăng tiến cực nhanh, chỉ là cái loại u ám trong đó cũng thật sự quá mức áp bách lòng người, khó trách nội viện nghĩ cách cấm đệ tử ở lại trong tháp quá lâu. Nguyên lai là, nếu ở trong đó quá lâu, thật sự sẽ làm tâm lý của người ta xuất hiện dị biến, nói thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm bước chân về phía trước. Theo lộ tuyến chậm rãi đi tới khu vực bàn môn, 4 ngày không đi ra, không biết Huân Nhi các nàng như thế nào, chắn hẳn là không xảy ra sự tình gì. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Tiêu Viêm không tự chủ được bước nhanh hơn rất nhiều, đi vào bên trong tiểu lầu, Tiêu Viêm quét ánh mắt xung quanh, cuối cùng dừng ở cửa sổ lầu 2, có một bóng dáng xinh đẹp trong tay là một chậu hoa, lúc này ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, rọi vào thân hình mảnh khảnh thon dài của cô gái kia. Dưới ánh mặt trời tựa như một đóa hoa sen tinh khiết đang lay động. Thanh nhã thoát tục, quyến rũ thập phần, ánh mắt có chút mê ly nhìn về hướng của bóng hình xinh đẹp như mơ kia, Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, không muốn phá vỡ hình ảnh xinh đẹp này. Tiêu Viêm ca ca, hình ảnh xinh đẹp duyên dáng kia, chung quy thật sự là thật,
cầm trong tay bình nước bỏ xuống. Cô gái rốt cục cũng nhìn thấy được Hắc Bảo thanh niên đang đứng phía dưới, đôi má thanh nhã không khỏi thoáng hồng lên. Kèm theo sự hưng phấn, nghe được thanh âm thanh thúy của cô gái, Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần, hướng về người phía trước cười cười chậm rãi đi lên lầu 2, bàn tay xoa xoa đầu của Huân Nhi. Tiêu Viêm nhìn hai má núm đồng tiền thanh nhã kia, trong lòng thôi thúc nhịn không được. Vươn tay vuốt nhẹ gương mặt trong suốt tinh tế và mảnh mai kia. Thấy gương mặt của Huân Nhi có chút ngượng ngùng cúi gằm xuống, liền ôm sát vào trong lòng ngực, vất vả cho nàng, Huân Nhi. Cầm tì nhẹ lên trán Huân Nhi, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm ca ca sao lại cùng Huân Nhi khách khí như vậy, hồi ấy đâu có, Huân Nhi thản nhiên cười nói. Nhưng mà còn chưa nói hết liền bị Tiêu Viêm cắt đứt, hành động hồ đồ của ta lúc nhỏ, mấy năm nay, nàng đã trả lại cho ta gấp hàng trăm lần rồi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cô gái này, đối với mình đã phải trả giá rất lớn, nguyên bản nhìn tính tình tao nhã trong sáng như đóa hoa sen tinh khiết của nàng. Hẳn là rất khó ghi tạc trong lòng một nam nhân nào đó, hơn nữa với khả năng xuất sắc của nàng, cũng thật sự rất hiếm có nam tử nào cùng lứa tuổi có thể lọt vào trong mắt. Tuy rằng nàng hiện tại bề ngoài thực lực chỉ là khoảng 6, 7 tinh đại đấu sư, nhưng Tiêu Viêm thủy chung không quên. Năm đó tại Ô Thản Thành, khi đó nàng chỉ mới là một đấu giả, lại có thể bộc phát ra thực lực của một đại đấu sư, đả bại luyện dược sư Lỗ Tịch do gia liệt gia tộc mời đến. 3 năm nay, nàng đã đạt đến đại đấu sư thực lực, vậy 3 năm sau thì sao? Nghĩ vậy, Tiêu Viêm lại lần nữa cười khổ một tiếng, hai má nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của Tiêu Viêm, khóe miệng Huân Nhi cong lên bướng bỉnh. Một lát sau, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nghiêm lại, dãy dụa thoát khỏi lồng ngực Tiêu Viêm, sau đó kéo hắn bước nhanh đến gian phòng của nàng ở bên trong. Làm sao vậy? Hành động của Huân Nhi làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Cho Tiêu Viêm ca gặp một người, Huân Nhi cười cười, bàn tay mềm nhẹ nhàng vỗ, một góc âm u trong phòng không gian giống như bị kéo dài ra, sau đó hội tụ lại một chỗ. Cấp tốc chuyển động, ánh mắt Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc, bóng mờ dần dần ngưng tụ thành một bóng người già nua, cuối cùng một khuôn mặt quen thuộc tươi cười xuất hiện trong mắt của Tiêu Viêm. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, không làm sao chứ? Nhìn ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của Tiêu Viêm, lão già không khỏi cười cười nói, ngươi là lão? Ánh mắt nhìn chằm chằm lão già trước mặt. Sau một lát, Tiêu Viêm vẫn không dám tin tưởng nói, lão già xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm chính là Lăng lão, rõ ràng là người lúc trước xông vào Vân Lam Tông, vị thần bí đấu hoàng đã giúp đỡ hắn. Nhìn Tiêu Viêm chuyển từ vẻ mặt kinh ngạc đến bộ dáng khiếp sợ, Lăng Ảnh gật gật đầu cười, hướng về phía Huân Nhi hơi hơi khom người, tiểu thư, dần dần từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần. Tiêu Viêm nghe được cách Lăng Ảnh xưng hô đối với Huân Nhi, không khỏi đem ánh mắt chuyển về người phía sau, trong mắt hơi có một ít mờ mịt, khẽ nhíu mày nói, các người. Ha ha, Tiêu Viêm thiếu gia, từ lúc ngươi rời Ô Thản Thành chưa tới nửa năm thời gian sau, ta đã nghe theo lệnh tiểu thư đi vào Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa tìm được tung tích của ngươi, sau đó một đường âm thầm bảo hộ ngươi. Lăng Ảnh cười cười nói tiếp, ngươi không cần trách cứ tiểu thư tự chủ can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ vì khi đó ngươi thế lực đơn bạc, độc thân xông xáo ở Gia Mã Đế Quốc thật là có chút nguy hiểm. Sau khi đi vào Gia Nam Học Viện, tiểu thư thật sự có chút không yên lòng, vì thế liền cho ta đi âm thầm bảo hộ cho ngươi. Vốn ta là con chủ bài phòng hộ cuối cùng của tiểu thư, mà đoạn thời gian không có ta bên cạnh, có lẽ là thời điểm chung quanh tiểu thư phòng bị kém cỏi nhất. Ngươi bây giờ có lẽ cũng có thể biết được thế lực khổng lồ sau lưng tiểu thư, bởi vậy người có dị tâm với tiểu thư cũng không phải là ít. Bất quá cũng may là Già Nam Học Viện này không hổ danh là học viện cổ xưa nhất đại lục, tiểu thư cũng không gặp chút nguy hiểm nào, nếu không thì chỉ sợ ta sẽ bị gia chủ trách cứ nghiêm khắc. Lăng Ảnh lại cười nói, ý tứ lời nói này của hắn chính là muốn để cho Tiêu Viêm rõ ràng, để đổi lấy an toàn của hắn, Huân Nhi phải chịu rất nhiều nguy hiểm, cũng là để hắn không vì chuyện này mà sinh bất mãn với Huân Nhi. Cùng Tiêu Viêm tiếp xúc qua một khoảng thời gian, trong lòng lão biết rằng hắn đối với việc bị bí mật giám đích thực rất bài xích. Đối với ý tứ trong lời nói của Lăng Ảnh, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu ra, lập tức khẽ thở dài một hơi, bàn tay vỗ vỗ trên đầu Huân Nhi ở bên, cười khổ nói, nàng, cô bé này ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải quá coi thường ta sao? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm không có điểm gì là trách cứ, Huân Nhi trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thản nhiên cười, nhưng vẫn không mở miệng giải thích. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha. Trâm Anh vừa mới lập một kênh mới chuyên về tin hài cập nhật tin nóng mỗi ngày, rất cần sự đăng ký ủng hộ của mọi người giúp mình đạt 1.000 người đăng ký, rất mong mọi người ủng hộ để Trâm Anh có động lực ra nhiều bộ truyện hay hơn để phục vụ cả nhà. Mình sẽ chèn link ở dưới để mọi người đăng ký yêu. Cả nhà rất nhiều nè.